Địch Định Nhật Ba và dàn mỹ nhân được tung hô thần nhân của showbiz. Làng giải trí Hoa Ngữ tựa như một rừng hoa thơm cỏ lạ với đủ loại mỹ nhân, ai nấy đều xinh đẹp cuốn hút. Thế nhưng không phải ai cũng được tung hô thần nhan đâu. Hãy cùng chúng tôi điểm xem những chị đẹp nào chinh phục hội nhan khống, được coi là nhan sắc đỉnh cao của showbiz Hoa Ngữ nhé. Địch Định Nhật Ba sẽ là thiếu sót rất lớn nếu không gọi tên Địch Định Nhật Ba, nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của showbiz Hoa Ngữ hiện nay. Nàng mỹ nữ tân cương này không ít lần lật thẳng vào top tìm kiếm trên mạng xã hội với những bức ảnh đẹp tới thất vọng, khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khen ngợi. Cá nhân chúng tôi cho rằng chính gương mặt sắc sảo, đẹp rực rỡ tựa đóa hồng đỏ và vóc dáng cực mềm là yếu tố quan trọng giúp Địch Định Nhật Ba trở thành mỹ nhân 9X được săn đón nhất nhì showbiz hiện nay. Hơn nữa sau khi chuyển sang style quyến rũ, nữ diễn viên Ngự Giao Ký lại càng thêm phần xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn nữa cơ. Cổ Lực Na Chát được coi là đối thủ nhan sắc ngang sức ngang tài với Nhật Ba, Cổ Lực Na Chát cũng được xếp vào top thần nhan của làng giải trí xứ Trung. Thậm chí cá nhân chúng tôi còn yêu thích nét đẹp thanh tú hài hòa của Cổ Lực Na Chát vô cùng. Cứ thử ngắm những hình ảnh xinh đẹp này của nữ diễn viên phong khởi nghe thường mà xem, ai không say nắng cho được cơ chứ. Cảnh Điềm. Khi nói tới Cảnh Điềm, giới truyền thông thường dùng những từ ngữ mỹ miều để ca ngợi nhan sắc của cô như đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh, đóa hoa phú quý của nhân gian. Phải công nhận nữ diễn viên Đại Đường Vinh Diệu có visual cực đỉnh, vừa duyên dáng yêu kiều lại chẳng kém phần sang chảnh, khiến người ta nhìn vào đã thấy mê quá là trời luôn. Phạm Băng Băng. Dù đã ngã ngựa khó có đường comeback nhưng Phạm Băng Băng vẫn là cái tên hiện lên trong đầu chúng tôi khi bàn tới những thần nhan của showbiz. Cũng phải thôi, nàng đại hoa đán này đã ngồi vững trên vị trí nữ hoàng sắc đẹp của làng giải trí xứ Trung trong suốt nhiều năm trời. Lưu Diệc Phi. Ngay khi mới chân ướt chân giả bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã gây chú ý với nhan sắc trong trẻo thanh thuần, khí chất thoát tục như tiên nữ đi lạc chốn nhân gian. Với vẻ đẹp có 102 này, bao nhiêu năm qua Lưu Diệc Phi vẫn luôn là thần tiên tỷ tỷ của showbiz Hoa Ngữ, chưa ai có thể qua mặt được. Ajna Baby. Mặc dù diễn xuất còn gây tranh cãi rất nhiều, nhưng nhan sắc của Baby lại là điều mà không ai có thể phủ nhận được. Dù không phải fan của nữ diễn viên cô Phương Bất Tử Thường, nhưng chúng tôi cũng phải siêu nòng trước chiếc vi rùa chất lượng này đó nha. Vừa xinh đẹp lại còn sang chảnh cuốn hút, cân đủ mọi phong cách thời trang, Baby luôn được các nhãn hàng săn đón ưu ái hết mực. Chẳng phải ai cũng được như nữ chính Vân Trung Ca có cơ hội khoác lên người những thiết kế hot scooter mới nhất khi đi dự sự kiện và trở thành mỹ nhân bất bại trên đám đà của showbiz đâu cả nhà ạ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.